nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua thương mại điện tử cục xúc tiến thương mại bộ công thương và amazon global selling đã tổ chức chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu qua thương mại điện tử thông qua chương trình các sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam có cơ hội tiếp cận với khách hàng trên thế giới của amazon từ đó mở ra cơ hội xuất khẩu lớn đặc biệt đối với các sản phẩm như thủ công mỹ nghệ dệt may da dày sản phẩm tiêu dùng v v thực hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường thế giới với amazon.com, Cục xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling thí điểm lựa chọn 100 doanh nghiệp tiềm năng trong những ngành hàng mục tiêu có sản phẩm đáp ứng với các tiêu chí của Amazon để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ trực tuyến của Amazon. Các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình được đội ngũ chuyên gia của Cục xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling hướng dẫn về thủ tục, hỗ trợ các khâu đăng ký, xây dựng gian hàng điện tử trên amazon.com, hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu hải quan vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nghiên cứu thị trường hoa kỳ hỗ trợ phát triển sản phẩm và thương hiệu thông qua hệ thống thương mại điện tử của amazon